Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Tối nay cái hai mẹ con mình là chồng mình đi công tác rồi, không có ai hết. Hai mẹ con mình nấu một cái nồi bò kho. Papa, mình tất cả papa đây đi làm. Đúng rồi, papa đi công tác xa rồi. Mình nấu một cái xoong bò kho đây nè. Như như mấy bữa bò kho với có khoai tây nữa. Bây giờ ăn cho mấy cô chú anh chị đó bụng quá à. Này mẹ lấy cho con khoai tây đúng không? Cà rốt đúng không? Mẹ muốn thêm hai cà rốt. Con thịt cái là cà rốt. Cà rốt đi. Khoai tay à? Ít khoai tay nha, hai củ khoai tay. Bốn củ khoai tay. Bốn củ khoai tay. Sure. Không thích không muốn, ta sao không được cả. Em nói không muốn ăn thịt, tự gì thịt cắn không được. Ăn hết thôi, chút mẹ lấy cái kép và cắt nhỏ nhỏ cho con pizza. Ăn. Pizza, nhìn pizza tuyệt. Thật hình tâm hình hình tam giác á, giống pizza đúng không? Pizza được rồi, con ngước bà ngước à, đất cuồng đất cuồng đất cuồng chừng nóng nóng con á. Ok sẽ đúng tép một giáo đi khuất. Mình lấy cho con một cái cà rốt nữa nè. Ôi con thích cái này cà rốt. Ta sao đẹp. Tại đẹp hả con? Nè cà rốt này cắt á anh chị. Cắt hình hình hoa á đẹp. Ok chị một cái. Rồi cái tim mẹ nè. Cái tim. Bê 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 bê. Dưới ta. Nó buồn quá chừng luôn, hồi chưa giờ không có ăn trưa. Bận á, cho nên không có ăn trưa. Các cô thử gì ăn. Ok. Được rồi. Mẹ ta tổ. Hoa tạc. Con biết. Ok. Cái này đẹp con. Con sẽ biết cả cái làm một tạc. Giỏi. À, nóng, nóng. Phải không nhỏ cho. Ha, con có tạc mù. Đấy khai con miệng cạc. Nhưng mà nãy mới còn. Ủa đấy là ta. Con thịt. Ủa ta có tắc không? Ủa không? Xếp, được rồi. Bánh mì cho bánh mì ăn nha con. Con đi lấy cái mai bằng mì. Nó bà kho mà quên bỏ một chút xíu bột năng á. Cho cái nước nó sệt sệt chút cho nó ngon. Thôi ăn đỡ ấy. Quên rồi. Con mời mấy cô chú anh chị. Cô uống ngủ. Trời ơi, nãy giờ muốn rồi. Hôm nay Lucas đi học có giỏi không? Vui. Giỏi hả? Có bị đánh đòn không? Không. Lỡ bị cô đánh đòn hả các? Cái hành tây á nó cứng không? Đây mời mọi người một miếng thịt. Giòn thịt ngon, mà giờ hơi cứng tự vì thịt bò già cái thịt nó đỏ tươi luôn, nên cái thịt nó cứng. Con múc cà rốt ăn nha con, múc cà rốt ăn luôn. Ok. Bánh mì có chấm mì không?
Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Xin chào cô chú. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Ngày mai. Ngày mai là em sẽ đi làm. Đi làm ngày đầu tiên. Con thử làm được không? Làm được gì? Các bạn cô chú biết sao con đi làm. Cô chú đi làm tại sao con không được thì sẽ đi làm. Con nhỏ mà, đúng rồi. Anh chị chạy. Cái bệnh của chú biết là con với papa đây là bạn. Hôm nào? Hôm bữa thứ bảy rồi chứ. Bữa thứ bảy chủ nhật nhá. Con bữa chủ nhật nhá. Hằng con không có nói nổi. Con nói xạo. Con không có ngồi ngồi. Thế con nói gì nói lại. Con vui phúc và để đỡ bờn. Hồi nào. À con với ba đi đá banh. Đúng rồi. Không biết. Con với ba chơi đá banh. Con nói gì mọi người mới hiểu. Con nói là đi đá banh cứ nghĩ là hôm nay con với ba đi đá banh là ngày hôm nay. Con với ba chơi đá banh, chơi thể thao đá banh. Đá bóng á. Hiểu không? Quá hả? Hồi nãy giờ con biết. Nó có. Bà đó đó. Mấy anh chị, các anh mà biết cách hầm bò mà sao cho nó thịt có nó mềm không? Em hầm sao thịt nó cứng nhất à? Hồi nãy giờ em hầm một tiếng rồi mà thịt nó cứng á. Dai, do bò già đó. Ai có cách nào chỉ cho em biết nha. Em hầm nó cứng nào. Rất xong mắt tổ. Hai. Cái bệnh của chú biết sao khi có mắt tổ. Rất xong mắt tổ. Là cái gì? Nó có xìa. À xìa. Đụng cái muỗng cho nó hư không? Thôi bây. Này. Ngon không? Мастер класса. Cái bò kho này á, nếu mà nấu có sả nữa mới ngon. Em nấu bị thiếu sả. I like tomato. I like the. Mình xé thịt nhỏ nhỏ cho con ăn nha. Tại sao lớn không được ạ? Lớn quá cắn không được đúng không? Có một su. Cấp đi. Trời thịt nó dai nhát à. Sao em mua cách ăn đây trời? Kim nói thịt này làm mà thịt bò khô, bò khô ngon nè. Mình nghiêng tài. Giờ tài.
Mark, what mark? What mark? Mark. Em ấy nói tóc em ấy giống nhiều giống hai con mắt nè, nên chị thấy không? Hai cái lỗ hai bên giống hai con mắt á. Ta không muốn cái lời lắm, ta không, ta sẽ không biết. Không biết. Không biết. Trời ơi. Ừ. Em có ăn muốn có thịt chưa? Ừ, muốn có thịt chưa con? Ngon. À, bé thịt cho con nha. À, đúng rồi. Hôm nay trên trường cô dạy cho con gì nè? Con nghe nghe. Các con. Hôm trên trường học cái gì? Yeah. Hôm nay trên trường học cái gì? Mấy cô chú nó cắt giống mà bà chài. Ui. Ừ. Các bạn cô chú nhìn kì con vía. Y ta đam. Nga. Em cắt vía ha cô chú. Em ấy tự viết chữ nè. Tên cái máy là Lucas. 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 Ừ. Lucas. Lucas. Nói chưa, em ấy tự đánh vần được á mấy cô chú biết không? Em ấy có thể nhận dạng được mặt chữ á. Em ấy có thể đọc được cái chữ tiếng Nga nha. Với lại chơi chữ với ba là đọc cái chữ, ví dụ như chữ M thì chữ mẹ thì có chữ cuối là chữ E. Rồi em chơi chữ với ba vậy đó. Nhưng con David Da Na Da Da Vi T Da Vi D Da Vi D đó, phải có chữ cuối đàng hoàng, em thấy cái âm chuẩn lắm nha. Da David Da I Vit. David. Mà có em ấy phát âm có chữ cuối rồi nữa, rõ ràng luôn. David. Giỏi lắm. Thôi con học. Anh nhớ David. 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 Ờ. Cái bạn cô chú biết tôi cái này. Ôi. Cái bạn cô chú biết tôi cái này không lắm. À cái này zip. Cái này Utah Raptor. Trời đất ơi. Chiếc xa ba cạp là bên cái ấy mà. Sank. Sank gì mà. Nhìn, à ta sao đây cái đau. Cái này tao sao mà cơ cái này không lắm. Biết tôi ở đây. Ở đây. Đây có cái gì, có cái gì. Ở đây một số là cái, ở đây một cắm. Ở đây. Ở đây vợt màu vàng. Vợt. Chúng ta có ở đây màu cam, ở đây màu vàng, ở đây màu tím. Em mới giỏi á. À không không. Ở đây màu này, ở đây màu cam, ở đây màu tím, ở đây màu vàng. Con số ba này. Con vàng. Con số ba này nó. Nhiều chút xíu. Hơn tất cả các cô chú chị đã xem hai mẹ con mình ăn bò kho tối nay. Hẹn gặp lại một cái video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye, tạm biệt. Sao không tạm biệt.